Chỉ cần một chuyến tàu băng qua eo biển Gibraltar, Emilio đã có mặt tại đây. Tangiers, thành phố ven biển miền Bắc Maroc, để tìm kiếm một tương lai tươi sáng hơn. Hiện anh đang điều hành một doanh nghiệp xây dựng nhỏ tại Maroc, để lại đằng sau những lo lắng của cuộc khủng hoảng kinh tế đang tàn phá quê hương. Tôi gần như trắng tay tại quê nhà. Cuộc khủng hoảng kinh tế đã đình trệ tất cả các dự án xây dựng, không công an việc làm, không tài chính. Mọi người người đều rời bỏ đi hết. Maria cũng đang trong hành trình tìm kiếm việc làm. Chị cho biết cuộc sống của hai mẹ con chị ở Maroc thoải mái hơn nhiều so với trước đây khi còn ở Tây Ban Nha. Kể từ khi nền kinh tế rơi vào suy thoái năm 2011 với tỷ lệ thất nghiệp kỷ lục 27%, nhiều người Tây Ban Nha không có lựa chọn nào khác là rời bỏ đất nước. Tại Maroc, họ khởi nghiệp tại các tổng đài điện thoại hoặc tự gây dựng lại công việc kinh doanh trước kia của mình. Theo số liệu thống kê chính thức, số lao động hợp pháp người Tây Ban Nha tại Maroc vào khoảng 2.500 người. Tuy nhiên, con số thực tế được cho là còn cao hơn nhiều. Tôi thấy đây là một cơ hội tốt để kết hợp đi du lịch, tìm hiểu thêm về đất nước Maroc và trên tất cả là tìm kiếm một cơ hội việc làm. Sự thật là ở đây tại Maroc, tình hình ít ra cũng tốt hơn ở Tây Ban Nha. Trước làn sóng di cư mới này, Bộ Nội vụ Maroc hiện đã bổ sung thêm yêu cầu bắt buộc những người mới nhập cảnh đăng ký hoạt động nghề nghiệp của mình. Theo quy định, khách du lịch Tây Ban Nha được phép lưu trú tại Maroc trong 3 tháng, nhưng rõ ràng rằng nhiều người đang có ý định ở lại đây lâu hơn.